Anh Trung nào đẹp trai hơn? Anh Trung của chị Vin đẹp trai hơn. Thế ai xấu hơn? Anh Trung của chị Nhung xấu hơn. Xấu hơn. Anh Trung của chị Nhung xấu hơn. Thế à, nhưng mà sao anh Trung của chị Nhung lại xấu? Vì không cắt tóc. Không cắt tóc. Thế Bo thích chơi với anh Trung nào hơn? Anh Trung của chị Vin. Thế à, thế chào anh Trung đi. Chào anh Trung. Bi thích chơi với anh Trung nào? Anh Trung không, mình không chơi với anh Trung nào. Bi chỉ chơi với bộ đội thôi. Chú bộ đội á? Mày em nhớ anh làm bộ đội bắn súng. À thế à, bắn súng bắn bắn à? Bắn nòng ngư. Đầu chú bắn lên trời. Đầu chú bắn súng cao chú bắn lên trời trăng. Chú ba tin chờ đầu chú. Ôi giời, Liên Liên. Thôi, chào tạm biệt đi. Chào tạm biệt. Bye bye. Bye bye.